sáng sớm là nghe trống chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới rền rang, nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu. Tuy đúng là hai xóm chung một nhà, từ bà Mai cho tới thông gia, rượu càng say cho ấm thêm cái tình này, họ hàng xa cũng quá ra một nhà ta. Ơi làng quê miền Tây, ơi người dân miền Tây, thay chầu buồn cao đưa lối, duyên quê nắng mưa ngọt vui, vườn xanh có em chăm bón, vườn sâu có anh đừng lo. Vô một ly nhà gái nè, thêm một ly nhà trai nè, năm nay mừng duyên đôi lứa, năm sau đó con đầu lòng, nhà ai có anh rể quý, thêm dâu hiền xứng đôi làm sao. Đám cưới miền quê có chi cho rườm rà, này bồn bông mình đem cái thuyền hoa, rập thì cây trái sen lá dừa, một ngày vui gái trai cùng say. Yo! Tôi là dân miền Tây nha, vui thì đâu có say nè, năm bảy ly như vậy thì đâu có gì mà tôi phải ngán à. Cưới là nhậu tới sáng à, hát là tôi xả láng à, ông bà cô chú bác anh chị bạn bè 1 2 3 vô nha. Sáng sớm là nghe trống chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới rền rang, nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu. Tuy đúng là hai xóm chung một nhà, từ bà Mai cho tới thông gia, rượu càng say cho ấm thêm cái tình này, họ hàng xa cũng quá ra một nhà ta. Có em chăm bón, buồn sâu có anh đừng lo. Vô một ly nhà gái nè, thêm một ly nhà trai nè, năm nay mừng duyên đôi lứa, năm sau đó con đầu lòng, nhà ai có anh rể quý, thêm dâu hiền xứng đôi làm sao. Đám cưới miền quê có chi cho rườm rà, này bồn bông mình đem cái thuyền hoa, rập thì cây trái sen lá dừa, một ngày vui gái trai cùng say, một ngày vui gái trai cùng say.
anh thương em thiệt tình. Mai đây mình nên nghĩa vợ chồng, ta sẽ cùng về quê hương, đám cưới rộn ràng vui hơn. Nàng dâu xinh quá, cô dâu hiền có bao chàng đời mong. Anh đưa em về, em mới theo anh về, thăm lại miền Tây, thăm dòng Cù Lao có ba mẹ đời mong. Có những chuyến đò trên sông, có những cánh đồng chờ lúa chín, có ánh trăng thề, có hai đứa mình cùng hẹn hò nơi. Thị Thành, anh đây là chú rể miệt vườn, hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn. Em ơi, ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn. Em ơi, ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo trong giá mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm lên giá yêu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con, muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Rồi dòng tiền lời cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo trong giá mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm lên giá yêu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con, muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Rồi giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm. Nhà trai nhà gái mọi người rất là vui vẻ và linh động, nhằm để hỗ trợ cho buổi lễ thêm tốt đẹp. Hai bên đã thống nhất cử hai người hỗ trợ, thứ nhất là rể của ông nội cô dâu kêu bằng dượng hỗ trợ về mặt lễ. Đầu tiên xin giới thiệu ba chú rể, giới thiệu tổng nhà mình gồm những ai để tiện việc xin hô và làm lễ cho tốt đẹp. Rồi đáp lại ông mười cô dâu, đây là ông chín cô dâu, đây là ông út cô dâu. Nhà của nhà trai đem lên rất là trang nghiêm và chuẩn bị chu đáo. Xin mời ba chú rể giới thiệu lễ của mình gồm những món gì cho bánh kẹo. À, chúng tôi xin phép được bắt đầu lễ vật của nhà trai. Khi mà động tới đâu thì mời má của chú rể trình lễ vật ra. Thứ nhất là tiền
tiền trà nước, tiền bằng tiền đô la Úc, tiền đô la Úc, à, 38.889 đồng 90 sen. Mời mẹ của cô dâu lên lấy lại cho mình. Tiền Việt Nam đồng là 500 triệu đồng. Thứ tư là một đôi bông tai hồng toàn 4 ly 59. Quay gần đứa con hả cô? Đúng rồi, quay gần đứa con. Dạ rồi. Rồi, tiếp theo luôn. Là một cặp nhẫn kim cương 3 ly 69. Thứ sáu, 5 cái chuyền cổ vàng 24, 1 cây rưỡi. Thứ bảy, 5 các chuyền tai vàng 24, 1 cây vàng. Tổng cộng là 2 cây dây vàng, cây rưỡi vàng 24K. Nhà trai còn rất quý trọng cô dâu chú rể và tạo điều kiện cho các cháu sau này làm ăn, còn tặng thêm 2 sổ đỏ. Hai sao đỏ, diện tích là 2 hectare. Với một ngôi nhà ở Úc. Rồi, một ngôi nhà bên Úc. Đó là tất cả lễ vật của nhà trai rất là trân trọng mà đến trình ngày hôm nay. Đề nghị hai họ cho tràng pháo tay. Mãi trôi theo nhìn dung kia, nụ cười xinh bờ môi không dáng em yêu kiều, trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi, lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu, người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng, liệu rằng anh biết tình mình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hồi hôm dẫu bao lâu cũng không sao. Quý an ơi xin nghe tuyệt vời, muốn theo em đi đến chân trời, lắng nghe tim bồi hồi ngày đêm nhớ thương em, đến nơi nào anh sẽ gặp nàng. Quý an ơi xin đem tuyệt vời, trái tim anh muốn nói bao lời, giấc mơ kia nồng nàn nhà mình. Bà cố.
chị là bà nội của chú rể. Dạ, thầy ở đây là nhà gái. Đây là bà Năm, của cô dâu. Đây là bà mười. Đây cũng bà mười luôn. Bà mười là bà mười bên ngoại, bà mười bên nội. Đây là bà bốn, đó là bà chín. Hai bà chín luôn. Bà chín bên mẹ, bà chín bên ba. Đây là nên muốn theo nàng mãi về sau, nụ cười càng ánh mắt chúng ta lại càng muốn nghề nhau. Dẫu mai sau có con nàng mỹ nữ sắc hoa gọi mời, thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em trọn đời. Chờ một ngày nào đó ta sẽ sống chung một nhà. Rồi còn là mình sống trong ngày đêm. Và giờ mình chẳng cần gì thêm. Anh sẽ luôn là một bờ vai trời che cho em đến suốt cuộc đời. Bông hoa hồng trên tay của em, đưa bàn tay anh trao chiếc nhẫn này. Em yêu hòa ta là của nhau, rêu rao môi tóc sống thật rồi mà. Ai ai mình cưới nhau đi. 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 Hay là mình cưới nhau đi, hay là
mình cưới nhau đi. Thấy xuân kia đi qua vội lắm anh ơi, cho anh sẽ tình nồng trọn kiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay là mình cưới nhau đi. Mời mời mẹ của nhau đi. Mình để tay vào, đúng rồi, cùng nhau để tay lên chào qua luôn. Ba mẹ cùng cho mà, đúng rồi. Mẹ của vô là chú Đạt nhìn chị luôn, cho vui, nhìn luôn. Rồi, cùng chào qua hết luôn cho con luôn. Rồi, cái đó là giờ, tiền vốn làm ăn rồi. Nhìn cái máy con nè, nhìn cái máy con cái nè ha. Ba cười thiệt tươi nha. Dạ rồi. Rồi, nhận đi hai đứa, nhận xong để xuống đi hai đứa. Rồi. À, thưa quý bà, hồi tối này tuần lễ xuất giá bên chú Rệ, bên của cô dâu đã cho quà cô dâu rồi, cũng cho rất là nhiều. Ngoài ba mẹ cho ra, nghe bên đằng trai còn có để phụ là anh của chú Rệ cũng có món quà muốn tặng, xin phép được tặng luôn nghe.
cao cao. Bà Nguyệt ở xa xa xa, tơ hồng đang nối tình duyên đôi ta. Thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước ngày lên xe hoa. Chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly.